chỗ. Anh làm cái gì mà anh đánh tôi hoài vậy? Tao hỏi mày tiền của tao đâu? Tôi nói là tôi không có biết. Mày không biết hả? Nhà có hai đứa, tự nhiên tiền tao mất, mày không biết? Tôi nói là tôi không có biết. Tiền của anh để đâu làm sao mà tôi biết được? Cho dù tôi có biết thì tôi cũng không có dám lấy. Trả treo nữa hả? Dở cái giọng quan ức lên hả? Mày tưởng nó mày dở giọng quan ức là tao cho qua hả? Khôn hồn thì ối tiền tao ra đi nghe chưa? Tôi nói là tôi không có lấy. Con chó mày liền á. Để tao lộn, im lâu. Trả lại cho tôi, trả lại đây. Mày không lấy chứ cái này cái gì? Mày lấy 500 ngàn của tao mày xài còn như đây đúng không? Không phải, cái này là tiền ba tôi gửi lên nhờ tôi mua thuốc trị khớp. Hôm bữa tôi có kể cho anh nghe rồi, anh không nhớ hả? Trả lại cho tôi. Tao không biết. Coi như tao giữ đây luôn. Bù vô cái tiền mày lấy của tao. Không, trả lại cho tôi. Nha. Yeah.